Lý luận căn bản của Đông y thì ai cũng biết là xây dựng trên quan niệm âm dương, vốn dĩ là nền móng của toàn bộ hệ thống khoa học văn hóa cổ đại, bao gồm cả bộ môn thiên văn, bốc phệ, phong thủy vân vân. Cho nên Chu ngữ, Quốc ngữ chẳng hạn đã giải thích hiện tượng động đất là do khí dương bị hãm ở dưới mà không thể xuất ra được. Khi âm bị nén mà không thoát lên được thì bấy giờ có địa chấn. Dương phục nhi bất năng xuất, âm bách nhi bất năng trung, ư thị hữu địa chấn. Nếu chúng ta tin theo truyền thuyết thì thuyết âm dương ra đời cùng với Phục Hy, bởi kinh dịch khởi thủy do vua Phục Hy. Trong khi ấy thì đạo đức kinh của Lão Tử ra đời cũng vẫn theo truyền thuyết vào khoảng thế kỷ 6 trước Tây lịch. Thuyết ngũ hành xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ tư trước Công nguyên. Vào đời vị Âm Dương gia lừng danh Châu Diễn, dưới thời Triền Quốc thì ngũ tạng đã được đặt song song với ngũ hành để làm nền móng cho toàn bộ y thuật Đông phương. Âm dương là quy tắc mấu chốt của nghệ thuật phòng bệnh chữa bệnh cổ truyền, quán triệt tất cả chứng mạch biểu lý thượng hạ hàn nhiệt hư thực khí huyết động tĩnh vân vân. Theo Đông y, trong tất cả các trường hợp âm dương luôn luôn đối nghịch với nhau, dương thịnh tắc âm suy, âm thịnh tắc dương suy, nhưng âm dương tuyệt đối không thể tách rời riêng rẽ, không thể có tình trạng thuần âm hay thuần dương. Trái lại, trong âm có dương, trong dương có âm. Quan niệm ấy Lão Tử đã mô tả rõ ràng khi viết trong Đạo Đức Kinh chương 42: Vạn vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí dĩ vi hòa, vạn vật cõng âm mà bồng dương, do chỗ xung nhau mà hòa với nhau. Vừa cõng âm vừa bồng dương, đấy chính là phương thức mô tả hết sức linh động tình trạng sức khỏe và bệnh tật. Vì chất sống và sự sống chỉ là một tổng hợp những mâu thuẫn, nhưng đồng thời những mâu thuẫn ấy vẫn luôn luôn bổ túc cho nhau. Sự xô xát xung đột giữa hai nguyên lý âm dương có một cái gì đó nắm riêng mối và làm cho chúng dung hòa nhau, tức là điều mà Lão Tử mô tả là xung khí dĩ vi hòa. Yếu tố hòa hợp ấy xét dưới khía cạnh triết học, tức là cái dụng của đạo, nhưng áp dụng vào y lý phải chăng chính là sự sống, hay sự sống chính là đức? Bởi Lão Tử đã khẳng định ở chương 51 Đạo Đức Kinh: đạo sinh chi, đức xúc chi, đạo sinh ra, đức nuôi nấng. Mà từ đức theo văn ý cổ đại vốn có nghĩa là gieo hạt. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là dẫu có xung đột, nhưng sự xung đột ở đây là để đi đến dung hòa, chứ không phải xung đột để đến một mất một còn, để đến thủ tiêu nhau. Nếu âm dương không thúc đẩy, không đối đãi thì không thể có động, và nếu không có tình trạng xung nhau mà hòa nhau thì không thể hình thành sự vật nào hết trong vũ trụ. Hơn thế nữa, chính sự xung đột ấy mới là lý do tồn tại của âm dương và hoặc của mọi mâu thuẫn khác trong vũ trụ và trong thực tế. Tuy chúng tương phản, nhưng đồng thời chúng thực sự không thể không có nhau. Tương phản nhi bất khả dĩ tương vô, như Quách Tượng xác định. Cho nên, có thuyết cho rằng cái học của Lão Tử thoát thai từ kinh dịch và Đạo Đức Kinh xuất hiện sau kinh dịch. Mà theo kinh dịch thì âm dương là hai nguyên lý mâu thuẫn, có những đức tính riêng biệt khác hẳn nhau, như cương nhu, nóng lạnh, sáng tối vân vân. Hệ âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh. Vật cùng tắc biến, vật cực tắc phản, nhưng khi phản biến thì lại biến thành đối đích của nó. Lạnh biến ra nóng, nóng biến ra lạnh, tối biến ra sáng, sáng biến ra tối. Trong tự nhiên giới, thực hóa hư, nhiệt biến thành hàn, biểu chuyển vào lý, vân vân trong y học. Đây cũng chỉ là quan niệm của Lão Tử
Thể viết viễn, viễn viết phản, mỗi vật khi đến cực độ thì phải biến, mà biến thì phải biến trở về cái đối lập của nó. Như vậy, trong vũ trụ, vạn vật luôn luôn thăng giảng phù trầm. Lão học muốn rằng bất cứ tiến trình nào, tự nhiên, thiên văn, sinh lý và cả chính trị nữa cũng đều biến thiên theo từng chu kỳ. Một quốc gia loạn rồi an, rồi lại loạn. Một chế độ thịnh hôm nay sẽ suy ngày mai, bởi lịch sử chẳng qua chỉ là tái diễn trường kỳ. Trong thân thể cũng vậy, tạng phủ hoạt động theo từng chu kỳ, có khi dài, có khi ngắn. Chu kỳ ngắn như một chu chuyển tâm, tức là một vòng tim đập. Xin mượn danh từ Tây Y cho dễ hiểu, chỉ không đầy 60 giây như hô hấp. Mỗi lần thở ra hít vào trên dưới 3 phút, vừa như vòng chuyển dịch của vệ khí mà Đông Y mệnh danh là tiểu hội. Mỗi ngày có 25 vòng, nghĩa là lủi 30 phút, dài hơn như chu kỳ tạng phủ hay luận cử đại hội của vinh vệ. Một ngày một đêm, một lần khí của mỗi tạng lại tuần tự vượng lên, cũng như vinh và vệ cử 24 giờ thì lại đại hội. Dài hơn nữa như chu kỳ kinh nguyệt, mỗi tháng một vòng kinh, nhưng trong cái thịnh của phế tạng, chẳng hạn vào giờ này đã có manh nha cái suy của phế tạng 12 giờ sau, và trong cái suy của phế tạng 12 giờ sau đã có cái khai mào cái thịnh của phế 24 giờ nữa. Sở dĩ âm biển được ra dương, dương biển được ra âm, trảo qua trở lại, tức là phản phục, tức là nguyên thủy phản chung, theo lời nói của Lão Tử, là vì trong âm có dương, trong dương có âm. Ứng dụng vào y học, quan niệm phản phục ấy của đạo học đã có đất đứng rất vững chắc trong những ý niệm như hàn nhiệt, thác tạp, hư thực hỗn hợp, biểu lý tương nhiễm, vân vân. Nói tóm lại là những luận cử sinh lý bệnh lý rất linh động mà Đông Y quy nạp thành ý niệm tương quan bát cương qua lại. Ở đây chúng tôi không đi sâu vào chi tiết, chỉ xin chọn một ví dụ về kinh mạch để trình bày thêm cho dễ hiểu. Đông Y quan niệm rằng các đường kinh đi ở phần ngoài cơ thể, vì vậy thuộc biểu, biểu chỉ phần ngoài của cơ thể, trong khi các tạng phủ vì ở bên trong nên thuộc lý. Dĩ nhiên nói biểu tức là nghĩ đến lý, bởi vì phải có lý mới có biểu. Nếu không có những tạng phủ ở bên trong thì lấy gì để mà so sánh với, để đi đến kết luận là kinh mạch ở phần ngoài. Nói cách khác, ngoài tức là xét tương đối đối với trong, biểu tức là xét tương đối đối với lý. Nhưng trong cái biểu, cái ngoài cũng có những phần rất ngoài, những phần ngoài vừa, những phần ngoài ít. Do đó, ta có những đường kinh rất biểu, biểu trung chi biểu, biểu ở trong biểu, nghĩa là đường kinh nằm rất cạn, rất ngoài. Có những đường kinh nằm sâu, nằm trong, tức là những đường kinh biểu trung chi lý, lý ở trong biểu, tức là phần sâu ở trong phần cạn. Lại có những đường kinh nằm lưng chừng, hoặc nửa phần cạn, nửa phần sâu, bản biểu bản lý. Đối với âm dương cũng vậy, luôn luôn phải hiểu âm dương theo nhãn quan tương đối tỉ rảo. Phía trước cơ thể chẳng hạn là âm, nếu so với phía lưng, nhưng cùng ở phía trước thì ngực là dương nếu đối với bụng, đầu là dương nếu so với thần thân mình còn lại. Nhưng chỉ trong phạm vi đầu thì trán ít dương hơn gáy, phần dưới cơ thể đành là âm, nhưng mặt ngoài hạ chi thì là ít âm hơn mặt trong, vân vân. Cho nên sử dụng hai từ biểu lý phân biệt một đường kinh là thuộc biểu, một đường kinh khác là thuộc lý, cũng chỉ là một cách diễn tả tư tưởng gượng ép khiên cưỡng. Bởi vì khi đã định cho sự vật một cái danh để chỉ vật ấy,
thì ta đã vô tình lìa xa cái chân diện mục của chỉnh sự vật, tức là cái chân lý toàn diện của sự vật. Bởi lẽ danh khả danh phi thường danh cơ mà. Do đó trong y khoa cùng với Lão Tử, ta cũng có thể nói dương khả dương phi thường dương, âm khả âm phi thường âm, hàn khả hàn phi thường hàn, biểu khả biểu phi thường biểu, vân vân. Thế thì sở dĩ lại gọi đó là đạo cũng chỉ là điều vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ vì quản lệ ngôn ngữ mà đành gượng kêu thôi. Ngô bất tri kỳ danh, cưỡng tự chi viết đạo, ta không biết tên, gượng gọi đó là đạo. Vì vậy, những danh từ căn bản của Đông Y là những danh từ không thể nào chuyển dịch được sang ngoại ngữ. Làm sao dịch nổi khi những từ ấy được khai sinh trên triết lý thực vô danh, danh vô thực, thực thì không có tên, có tên thì không phải thực thể nữa. Theo đúng tinh thần của Dương Chu, một triết gia tiền phong của phái Hoàng Lão, cho nên giới nghiên cứu y học phương Đông của quốc Tể chỉ còn một cách duy nhất là Latin hóa những từ âm dương biến chủng thành Jin Yang. Cho nên không gì buồn cười cho bằng dùng những chữ liver, kidney chẳng hạn để dịch các từ can thận của y lý cổ truyền, bởi làm như thế là tỏ ra không hiểu gì về đạo, là xử sự như hạ sĩ văn đạo đại tiểu chi, kẻ sĩ bậc thấp, nghe nói đến đạo thì cười lớn. Nói về thuyết khí hỏa và tạng tượng, các tạng phủ của Đông Y là những tạng tượng mà ý niệm về tượng là một ý niệm hết sức khúc tiết, trùm phủ hầu như lên tất cả triết lý của dịch. Dịch giả tượng giã, dịch là tượng vậy. Nếu chúng ta biết rằng đứng trước thế giới không ngừng biến đổi, Khổng Tử đành thở dài bất lực, làm một chứng nhân vô năng của tuồng huyễn hỏa đã bày ra đầy, qua câu than khi nhìn cảnh nước chảy hoa trôi: thệ giả như tư phù, bất xả trụ dạ, chảy mãi thế kia, ngày đêm chẳng ngừng. Thì ý niệm về tượng do Lão Tử đề xuất, rồi do những môn sinh mà đứng hàng đầu là Vương Bật khai triển, là một ý niệm hết sức độc đáo, ngang với một tầm mức tư duy rất cao, vì thuộc các phạm trù trừ tượng hóa, khái quát hóa, nhằm mô tả những trạng thái, những sự vật trong một không gian và thời gian tương đối. Tượng là tương tự, là giống nhau, là bắt chước, là mô phỏng. Tất cả cái biết của ta về thế giới bên ngoài, về sự vật ngoại môi chẳng qua chỉ là mô phỏng, chỉ là bắt chước những hình ảnh tương tự về thế giới vạn vật mà thôi. Vậy thì những quẻ, những hào trong kinh dịch chẳng hạn, chỉ là những hình ảnh phỏng tạo thay thế cho sự vật thực. Do đó chúng chỉ có thể có ý nghĩa tượng trưng. Vương Bật khẳng định trong Chu Dịch Lược Lệ: tượng giả xuất ý giả giả, tượng là để phát biểu ý nghĩ, ý tưởng và tận ý mạc nhược tượng, diện tả hết được ý không gì bằng tượng, hoặc tượng sinh ư ý, tượng là ở ý mà sinh ra. Trong khi Lão Tử hạ bút đại tượng vô hình. Cho nên tất cả những luận cứ căn bản, tất cả những quan điểm mấu chốt của Đông Y đều được trình bày theo hình thức những biểu tượng, những phù hiệu, như Lão Trang hiểu thận tượng chẳng hạn là tượng trưng cho cả cái hệ thống phức tạp chi phối con người, ít nhất là về những mặt bài tiết, nội tiết, tình dục, chứ không hề chỉ đơn thuần là hai cơ quan hình hạt đậu nằm hai bên cột sống, ngang tầm thắt lưng. Những bức tranh cơ thể học của Đông Y cũng thể chúng chỉ tượng trưng con người, thường khi là con người gần gũi với đạo nhất, tức là con người lúc mới sinh, chưa bị ngoại cảnh uốn nắn, hướng dẫn lệch lạc. Bởi
đứa trẻ con không dùng đến trị mà hợp tự nhiên, anh nhi bất dụng trị, nhi hợp tự nhiên chi trị vương bật. Có lẽ vì thế mà những đồ hình châm cửu học của Đông y chẳng hạn luôn luôn là những đồ hình phảng phất hình tượng nhũ nhi, đầu lớn, thân hình mập, tay chân ngắn. Trên con búp bê cơ thể học ấy, họa sĩ có thể thêm vào một chòm râu lơ thơ để tượng hình một cơ thể đã nảy nở hoàn toàn. Cũng vì những hình ảnh ấy không hề là những hình ảnh chụp, cho nên để ước định khoảng cách, để đo lường mức nông sâu, ví dụ trong nghệ thuật định huyệt châm kim, người y sĩ thường sử dụng những đơn vị đo lường dựa vào bề cao, chiều dày của chính bản thân bệnh nhân. Do đó, có những đơn vị đặc biệt như thốn đồng thân chẳng hạn, tức là đơn vị đo lường mà cả tính căn bản cũng lại là tương đối, không cần lôi thôi rắc rối ấn định một đơn vị mẫu, chế đúc bằng một kim loại mẫu, bảo quản ở một nhiệt độ mẫu, tàng trữ trong một cơ quan cũng mẫu nốt. Cái loại đơn vị ấy, nó giả tạo, nó phi ngã, và nhất là nó tĩnh quả, trong khi sự sống chất sống thì lại vốn dĩ rất động. Bởi vậy y khoa cần có một đơn vị linh động như chất sống, cùng với ta sinh ra, cùng với ta lớn lên, cùng với ta thu rút, nói tóm lại, cùng với ta cùng sống trong vũ trụ, cũng như vũ trụ, cũng như đạo trùm lấp khắp nơi mà lại không làm sao thấy được, nên gần như không có gì cả là ý niệm đặc biệt mà chỉ có Đông y mới có về khí, giống như đạo. Khí thì đại doanh, nhược xung, đầy tràn lại dường như trống không, làm sao thấy được, sờ được, bắt được khí, nhưng làm sao phân biệt được sự sống với sự chết, cũng vẫn là thân xác này mà tại sao chỉ một thoáng chốc đã biến đổi từ một tình trạng mệnh danh là sinh qua một tình trạng mệnh danh là tử. Sinh và tử khác nhau ở đâu, khi cả hai cùng đều có đồng một cơ sở vật chất là cơ thể, bắt buộc phải có một cái gì đó, mặc dầu ta không thấy được, vô hình phi chất để định tình sự sống, cái gì đó tức là khí, mà tính chất cũng giống hệt đạo, cũng tuy đầy tràn mà lại tựa như trống không, bởi vì khí là dạng thể sinh lý của đạo, như hệ từ quan niệm, hình nhi thượng giả vị chi đạo, hình nhi hạ giả vị chi khí, nên khí cũng ở vào vị thể trung dung, cũng vi nhi vô vi, làm mà không làm, cũng là chân không, cũng là vô hữu, và do đó cũng luôn luôn ở vào một tình trạng vận chuyển triền miên, biến dịch liên tục. Bởi lẽ tuy khí có bản tính là đoại danh ngược xung, nhưng về công năng thì lại kỳ dụng bất cùng, khả năng dùng mãi không cùng ấy của khí. Cắt nghĩa cả một hệ thống lý luận tiền đề của Đông y, tức là hệ thống lý luận về khí hóa Đông y quan niệm rằng khí huyết là những yếu tố cung cấp dinh dưỡng cho toàn thân, bảo vệ sự sinh tồn, đồng thời tiếp liệu năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. Cho nên Lãn Ông nhấn mạnh, huyết giống như nước, khí vì như gió, nước lên là do sức gió đẩy, huyết chạy là nhờ khí dẫn đi, khí hòa thì huyết chạy đều, khí hàn thì huyết ngưng lại, khí nóng bức bách quá thì huyết chạy gấp, sung huyết vượng huyết, khí nhiệt găng quá thì huyết tràn ra ngoài, thổ huyết hạ huyết, vân vân. Cái dụng của khí quả thực là bất cùng, nó bất cùng dưới giác độ đối tượng, bởi khí là nguyên liệu, là chất xúc tác của mọi hoạt động, mọi phản ứng sinh lý tạng phủ. Nó bất cùng dưới giác độ phát sinh cung dưỡng, bởi thông qua cơ năng tiêu hóa của tỳ vị và cơ năng hỏa khí của phế, cùng với thức ăn, nước uống và khí trời hít thở hàng ngày, khí luôn luôn được tái tạo, mãi mãi hồi sinh. Nó bất cùng dưới giác độ vận hành, bởi thực sự ta không biết nó khởi đi từ đâu, nó chấm dứt nơi nào, mà ta chỉ có thể hình dung lộ trình của nó,
như một cái vòng kìn, một thử hoàn vô đoan như nội kinh tả, một loại năng lực sinh học chu hành nhi bất đãi, đi vòng mà không mỏi, động nhi rũ xuất. Càng hoạt động thì càng tuôn chảy thêm, như Lão Tử nhận xét, một quyền năng độc đáo thăng giảng khai hợp, theo một chu kỳ triền miên, trước sau như trên, một cái vòng tròn, thủy tốt nhược hoàn. Nếu những nồi bát chung vại nhà cửa có công dụng là ở chỗ trồng không, cái nồi đặc chỉ là một khối đất sét, cái vại đặc chỉ là một chiến cụ phòng thủ, thì lý do hiện hữu của các cơ quan nữa là ở khí của chúng. Cơ quan không phải là quan trọng, cái quan trọng chính là chức năng của cơ quan, bởi lẽ chức năng mới là hình thái của sự sống. Nếu không có chỗ trồng không ở giữa các nan hoa, thì bánh xe của thời Lão Tử dĩ nhiên, bởi đây là ý của chương 11 trong Đạo Đức Kinh, làm sao mang nổi cái trục để cho xe đi. Cho nên dưới nhãn quan của y lý cổ truyền và xuyên qua lăng kính trang lão, cơ thể học thực sự không mấy quan trọng, mà chính sinh lý học, tức là hệ thống khí hỏa của đông y, mới là hành trang tối thiết cho cuộc hành trình trên y đạo. Cho nên ta hiểu vì sao đông y coi nhẹ khoa giải phẫu, không những vì ảnh hưởng lão học, mà còn vì lễ giáo nho gia đã từng trình bày, mà rất trọng khoa nội thương. Cho nên ta cũng hiểu tại sao bộ thành kinh của người đông y sĩ lại là bộ nội kinh, bởi đấy là cuốn sách nói về những dữ kiện kinh điển thuộc nội môi, tức là khoa sinh lý học. Đối với người đông y sĩ, những đặc tính sinh lý bệnh lý của khí đã trở thành mặc nhiên, và thực sự họ không hề thắc mắc, không cần được giải thích gì cả.